Anh ơi, tại sao lại nói muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì phải đi cùng nhau? Nếu như mà có thể em hãy xem cái giải đua xe đạp Tour de France ở bên Pháp ấy, và xem về một cái clip anh quên mất tên là nhưng nói về cái tinh thần đội nhóm. Bởi vì là nếu như mà đi nhanh thì bạn cần một cái nỗ lực của cá nhân bạn thôi, cái bứt tốc thôi. Nhưng mà nếu muốn đi xa thì các bạn bắt buộc phải có sự hỗ trợ của đồng đội. Cũng giống như anh build công ty này lên cũng vậy. Nếu anh muốn đi nhanh thì anh đi một mình anh thôi. Anh cứ làm theo cái lối mà anh đang làm ngày trước, đi rất là nhanh và rất nhiều tiền. Tại sao anh lại muốn đi xa và anh có các bạn? Bởi vì anh muốn đi xa, tức là muốn đưa cái thương hiệu của chúng ta, muốn đưa sản phẩm của chúng ta tới nhiều người hơn, tới nhiều quốc gia hơn. Cho nên cần phải có sự hỗ trợ của các bạn thì mới đi xa được. Còn nếu không thì chỉ cần mình anh thôi, anh được cân cả thế giới mà. Nhưng mà rõ ràng là anh muốn đi xa, muốn không chỉ ở vài tỉnh đó mà muốn cả ở Việt Nam, muốn cả các nước khác. Nên cần phải có các bạn để có thể là đi được xa hơn. Cho nên là đi xa thì cần phải có đồng đội. Còn đi một mình thì bạn chỉ đi một đoạn thôi.